Đến nay, trên địa bàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC quản lý, số huyện và xã có điện đạt tỷ lệ 100%, số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,6%, trong đó khu vực nông thôn đạt 98,3%. Những nỗ lực của EVN-NPC trong thời gian qua đã được các khách hàng đánh giá cao và ghi nhận tại hội nghị tri ân khách hàng năm 2017. Trong những năm vừa qua, EVN-NPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho 9,6 triệu khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Hưởng ứng tháng tri ân khách hàng, các công ty điện lực thành viên EVN-NPC đã và đang thực hiện vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp cho khoảng 840 khách hàng lớn, thực hiện một số chương trình trọng tâm như trao niềm tin, gửi yêu thương, tặng quà cho các hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách, cải tạo nâng cấp hệ thống điện của các trường vùng sâu, vùng xa. Tại Công ty Điện lực Thái Bình, cùng với việc bảo đảm vận hành an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng, việc tổ chức tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố cũng được xử lý nhanh nhất, đảm bảo đúng thời gian quy định về tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Cũng trong dịp tháng tri ân khách hàng này, công ty đã triển khai dự án chỉnh trang lưới điện 400V và gom bó cáp thông tin trên 3 tuyến phố chính, thực hiện chương trình vệ sinh công nghiệp miễn phí cho khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng trong tháng 11 và 12 năm 2017. Được biết, năm 2018, EVN-NPC sẽ tiếp tục chương trình đổi mới, ưu tiên đầu tư phát triển lưới điện có chất lượng ngày càng ổn định và hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng tầm hệ thống dịch vụ khách hàng nhằm tiếp tục giữ vững vị thế và là niềm tin yêu của khách hàng.